Chào các bạn. Với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực marketing thì Seth Godin là một cái tên vô cùng quen thuộc. Bằng chứng là tất cả những cuốn sách của ông trên toàn thế giới đều được viết bằng 3 ngôn ngữ khác nhau. Hay đơn giản, bạn chỉ cần gõ cụm từ Seth Godin trên công cụ tìm kiếm Google, bạn sẽ thấy hàng loạt các kinh nghiệm chia sẻ của ông đều được xuất hiện trên top 1 của Google. Chỉ với những điều này, chúng ta đã có thể thấy là Seth Godin là một chuyên gia về marketing thực thụ. Những kiến thức mà ông chia sẻ về marketing đều là những bí quyết mà bạn có thể áp dụng và nhìn thấy được ngay hiệu quả. Trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn 8 chiến lược marketing được đúc rút từ những cuốn sách là những cuốn bestseller của ông trên toàn thế giới. Tôi đảm bảo là chỉ cần nằm lòng 8 chiến lược này thì kế hoạch marketing của doanh nghiệp bạn sẽ bước sang một trang mới. Chiến lược đầu tiên, muốn thành công thì bạn phải khác biệt. Câu này được đúc rút ra trong tác phẩm là Bubble Code, Chú Bò Tía. Điều răng đầy nhắc nhở chúng ta rằng nếu muốn thành công trong marketing, nếu muốn thu hút sự chú ý của người khác, bạn sẽ phải cần sự khác biệt. Để làm được điều này thì bạn phải cho sản phẩm của bạn có sự khác biệt và mới mẻ hơn những sản phẩm khác cùng loại đang có sẵn trên thị trường. Hoặc bạn phải tìm cách tiếp cận, giới thiệu, quảng bá sản phẩm của bạn một cách khéo léo hơn bằng những quảng cáo độc đáo, bắt mắt hoặc là khác biệt hoàn toàn với những quảng cáo đã có. Sự khác biệt này bạn có thể tìm thấy ở Apple. Bất cứ sản phẩm nào của Apple ra mắt công chúng đều gây được sự ảnh hưởng lớn đối với khách hàng. Họ sẵn sàng dậy sớm, thậm chí là đứng xếp hàng thâu đêm như cái rác đánh giá. Chỉ để gì? Chỉ để trở thành một trong những người sở hữu iPhone đầu tiên trên thế giới. Chính sự đơn giản và tinh tế một cách khác biệt cùng với chất lượng sản phẩm tốt đã khiến cho các sản phẩm mới của Apple khi ra mắt đều tạo ra được một làn sóng ủng hộ cuồng nhiệt của khách hàng trên toàn thế giới. Tiếp theo, chiến lược thứ hai đó là tạo khẩu hiệu khắc sâu tâm trí. Mặc dù mấu chốt thành công của marketing thì luôn nằm ở giá trị cốt lõi của sản phẩm. Tuy nhiên, Godin vẫn nhấn mạnh rằng khẩu hiệu về sản phẩm lại là yếu tố vô cùng quan trọng giúp cho một chiến lược marketing thành công, vì nó sẽ giúp giá trị cốt lõi của sản phẩm được truyền đạt đến người tiêu dùng một cách dễ dàng nhất. Một trong số những khẩu hiệu nổi tiếng nhất thế giới đó là Think Different, hãy khác biệt của Apple. Đây là ví dụ tuyệt vời về một khẩu hiệu ngắn gọn, rõ ràng và rất chuẩn xác. Bất kỳ ai nhìn thấy câu này đều ngay lập tức nhớ đến sự độc đáo và khác biệt trong mỗi sản phẩm của Apple. Hay ngay chính logo quả táo khuyết cũng minh chứng cho sự khác biệt độc đáo. Khẩu hiệu của Apple mang ý nghĩa rất lớn, thúc đẩy sự sáng tạo, đột phá không giới hạn để cho ra đời những sản phẩm công nghệ vượt trội. Chiến lược thứ ba mà tôi muốn nói đó là xây dựng giá trị thật hơn là cố tạo ấn tượng. Một trong những điều tối kỵ đối với marketing, đặc biệt là marketing hiện đại, đó chính là cố gắng tạo ra ấn tượng đối với khách hàng bằng cách sử dụng những thông tin không đúng sự thật. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng một yếu tố cần có của người làm marketing, đó là tính chân thật. Các nhà tiếp thị cần nhớ rằng những chiêu trò đánh bóng chỉ có thể tạo được ấn tượng với khách hàng trong ngắn hạn. Một khi khách hàng phát hiện ra sự thiếu trung thực, họ sẽ quay lưng lại với doanh nghiệp của bạn, thậm chí là tẩy chay luôn á. Chỉ có giá trị thực sự của sản phẩm mới có thể tạo ra sự thành công lâu bền cho một doanh nghiệp. Chính vì vậy, công việc của một người marketer đó là tìm ra những giá trị thật và xây dựng cách truyền đạt đến người dùng để họ ấn tượng nhất với sản phẩm. Bạn hãy tập trung vào những giá trị cốt lõi của sản phẩm và sự chân thật của chính bạn. Ví dụ là Apple là một trong những thương hiệu điển hình làm marketing bằng cách tập trung vào giá trị của sản phẩm. Họ tập trung vào giá trị của sản phẩm và để khách hàng khát khao sở hữu những sản phẩm của họ từ những giá trị đó. Chiến lược thứ tư đó là xây dựng một câu chuyện cho chính thương hiệu của bạn. Brand story, câu chuyện về thương hiệu là một bức tranh mà bạn có thể vẽ ra cho người dùng của mình về thương hiệu cũng như là sản phẩm của bạn, nhằm mục đích là tăng giá trị của sản phẩm và thương hiệu của doanh nghiệp, khiến cho chúng trở nên có ý nghĩa. Tuy nhiên, không phải bất cứ câu chuyện nào cũng thành công, và Seth Godin cho rằng câu chuyện mà bạn tạo ra chắc chắn sẽ nằm trong số thất bại này nếu bạn không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau. Đừng bao giờ bịa ra một câu chuyện để lừa dối khách hàng. Hãy xây dựng một câu chuyện dựa trên hai nguyên liệu chính: sự thật và cảm xúc. Chỉ kể chuyện khi nó có tác dụng cải thiện hình ảnh sản phẩm hoặc là hình ảnh của thương hiệu thôi. Thứ năm, hãy tích cực hỏi người dùng. Một điều thực tế là khách hàng thì họ luôn tìm kiếm những sản phẩm mà họ cần, chứ họ không bao giờ mua một cái sản phẩm mà bạn cố gắng cung cấp cho họ. Vì vậy, để tạo ra một sản phẩm thiết yếu phù hợp với nhu cầu của khách hàng là yếu tố đầu tiên và tiên quyết quyết định sự thành công của một doanh nghiệp. Để làm được điều này thì các nhà tiếp thị sẽ phải tìm cách để lấy từ phản hồi của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp. Đó là những thông tin giá trị
giúp bạn có thể cải thiện được chất lượng sản phẩm, dịch vụ của chính mình, đồng thời nó khiến cho những khách hàng chú ý đến bạn nhiều hơn. Theo coding, khi bạn lôi kéo người dùng từ thế bị động sang chủ động tham gia mua hàng, nhiều khả năng khách hàng sẽ chú ý đến thông điệp marketing của bạn hơn. Chính vì thế, thay vì yêu cầu họ bỏ tiền mua một cái sản phẩm hay một dịch vụ, hãy hỏi về sự quan tâm của họ và tìm hiểu chúng. Nếu như họ đáp lại câu hỏi của bạn, như vậy là họ đã đồng ý tiếp nhận điều bạn muốn nói. Bạn có thể có được nhiều những phản hồi từ nhóm người dùng, từ những bài review về sản phẩm nè, từ form xin ý kiến đánh giá, phỏng vấn hoặc là từ đại lý bán hàng. Đây là những nhóm khách hàng tiếp xúc nhiều và trực tiếp với sản phẩm của bạn. Vì thế họ có thể đưa ra được những đánh giá chính xác giúp bạn cải thiện chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Và chiến lược thứ 6 mà tôi muốn nói ở trong cái cuốn sách của Seth Godin đó là niềm tin sẽ làm nên tất cả. Điều quan trọng nhất khiến khách hàng ở lại và trung thành với bạn đó chính là niềm tin. Vì vậy, nếu bạn có thể tạo dựng và củng cố lòng tin đối với khách hàng của bạn, điều này có nghĩa là bạn đang gây dựng được những lợi thế tốt cho công ty khi biến khách hàng trở thành những người bạn trung thành của mình. Không chỉ sử dụng sản phẩm của bạn, nếu họ tin tưởng và thỏa mãn với sản phẩm dịch vụ bạn cung cấp, họ có thể giới thiệu người xung quanh cùng sử dụng sản phẩm dịch vụ. Godin cũng cho rằng, khi người tiêu dùng xem một công ty là bạn hơn là người lạ, khả năng họ sẽ tiếp tục gắn bó với công ty sẽ cao hơn. Cũng có thể người khách này sẽ tuyên truyền về sản phẩm và ban đến những khách hàng mới cho công ty mà bạn sẽ không phải tốn thêm bất cứ một cái chi phí marketing nào. Thứ bảy, xây dựng các mối quan hệ theo nhóm thay vì từng cá nhân riêng lẻ. Chúng ta đều biết là việc cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng là một công việc cần thiết để có thể chăm sóc khách hàng và chốt sale được tốt nhất, đúng không? Tuy nhiên, Godin vẫn khuyên bạn cần kết hợp song song giữa việc cá nhân hóa và gộp nhóm người dùng để gia tăng hiệu quả marketing. Được gặp lại từ các thành viên có cùng tư duy, cùng cảm nhận, các nhóm, những cái cộng đồng thu nhỏ sẽ giúp cho khách hàng của bạn có thể liên lạc và gắn kết với nhau hơn. Những khách hàng khác sẽ tự động tương tác với những nhóm khách hàng khác, giúp bạn không cần mất quá nhiều công sức để có thể tương tác được với cả một cộng đồng thu nhỏ. Tôi lấy một ví dụ về những thành viên của các nhóm trên Facebook nha. Những nhóm này có một cái chủ đề chung và mỗi thành viên được phép chia sẻ nội dung liên quan. Mặc dù thường không có những cái buổi họp mặt thực tế, nhưng mà thành viên trong mỗi nhóm này thường có sự gắn kết xã hội với nhau. Và nếu bạn tìm được cách tương tác với những nhóm này, bạn sẽ là người chiến thắng. Thứ 8, ứng dụng công nghệ vào marketing. Tôi nhớ là trong cuốn Try Best, Godin đã khẳng định rằng tất cả các công nghệ mới đều được làm ra để kết nối cộng đồng và khuếch đại hiệu quả công việc. Các nhà marketing hiện đại không chỉ cần kiến thức và một tư duy marketing sắc sảo, mà họ còn cần đến một cái nền tảng công nghệ để hỗ trợ họ làm việc thật hiệu quả. Facebook, Instagram hay là Twitter, bất kể đó là công nghệ gì hay là một chức năng như thế nào, bạn cần người dùng bạn đang sử dụng chúng, bạn hoàn toàn có thể biến chúng thành những công cụ hỗ trợ đắc lực cho công việc marketing của mình. Một điều bạn cần lưu ý khi bắt đầu với bất kỳ một công cụ nào, hãy nhanh chóng nắm lấy các tính năng, đặc điểm và sự khác biệt của chúng, đồng thời theo dõi và đánh giá các hành vi xã hội đặc thù của người dùng trên những công cụ này để tạo ra những chiến dịch marketing hiệu quả. Vậy là tôi vừa điểm qua cho các bạn 8 chiến lược marketing đúc kết từ những cuốn sách nổi tiếng huyền thoại của nhà marketing Seth Godin. Tôi hy vọng là những chiến lược này sẽ hỗ trợ đắc lực cho công việc của bạn. Để theo dõi nhiều video bổ ích khác, hãy nhấn nút đăng ký và biểu tượng hình quả chuông để nhận được thông báo khi tôi xuất bản video mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.